Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của toàn dân tộc vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại hội trường nhà hàng Hương Sen, Odessa, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Odessa, Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tham dự buổi lễ có gần 300 đại biểu các tổ chức hội đoàn và bà con trong cộng đồng, và đặc biệt có sự tham gia của 12 cựu chiến binh Ukraine, những người đã từng có quãng thời gian công tác tại Việt Nam để giúp đỡ quân đội và nhân dân Việt Nam trong chiến tranh. Dù sống xa tổ quốc, nhưng dịp lễ 30 tháng 4 hàng năm luôn là một sự kiện trọng đại đối với cộng đồng người Việt tại Odessa. Thay mặt Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Odessa, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch hội đã đọc diễn văn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của thế hệ người Việt Nam hôm nay đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Đây còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Liên Xô, các cựu chiến binh Liên Xô đã từng hy sinh tuổi xuân và cả xương máu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hội cựu chiến binh Ukraine tỉnh Odessa, Trung tướng Nikolai Lefkuri đã chúc mừng đất nước và nhân dân Việt Nam trong ngày trọng đại này, đồng thời bày tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ đối với quân đội và nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, mưu trí và anh dũng cùng cả dân tộc làm nên thắng lợi vĩ đại, mang lại hòa bình thống nhất đất nước. Nhân dịp này, ban tổ chức đã mời tất cả bà con người Việt từ các vùng chiến sự Donbass đang tránh nạn tại Odessa tham dự ngày lễ và có những suất quà động viên. Một chương trình văn nghệ chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước của đội nghệ thuật cộng đồng với các tiết mục dàn dựng công phu và đặc sắc. Các nghệ sĩ cộng đồng đã mang đến món quà tinh thần thật ấn tượng với những cảm xúc thật khó quên cho tất cả những ai tham dự. Chương trình giao lưu ẩm thực cũng đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1975, với nhiều thế hệ người dân Nga, đó là một ngày đặc biệt.